Tại hội thảo khoa học giải pháp dinh dưỡng giúp trẻ phát triển trí não toàn diện diễn ra tại Hà Nội, các chuyên gia dinh dưỡng nhi khoa đã chỉ ra rằng dinh dưỡng khoa học hợp lý sẽ giúp trẻ phát triển trí não tối ưu, nâng cao chỉ số IQ, EQ và tăng khả năng nhận thức. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Bạch Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, dinh dưỡng là yếu tố quan trọng hàng đầu, tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng toàn diện của trẻ, trong đó có phát triển trí não. Phụ huynh cần nắm được các giai đoạn vàng phát triển trí não của con để từ đó thiết lập chế độ dinh dưỡng khoa học phù hợp giúp bé phát triển trí não tối ưu. Smart IQ là dòng sữa dinh dưỡng chuyên biệt phát triển trí não dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên với 38 vitamin khoáng chất và dưỡng chất thiết yếu giúp cha mẹ có được giải pháp vàng chuẩn 3T, trí não tốt, thể chất tốt, đề kháng tốt. Với nguồn nguyên liệu thành phần nhập khẩu chất lượng, Smart IQ có công dụng tối đa trong việc kích thích sự phát triển của não bộ, từ đó giúp trẻ thông minh hơn, phản xạ và trí nhớ tốt hơn. Sản phẩm giúp tăng cường hệ dưỡng chất đặc hiệu cho sự phát triển não bộ nhờ DHA, EPA, tinh khiết từ cá ngừ đại dương nhập khẩu Úc và bộ ba cao lớn LCT, lutein, choline, taurine, tăng đề kháng, tăng cường thể chất nhờ nguồn sữa non Hoa Kỳ, HMO, IgG, canxi nano D3K2MK7, chăm sóc đường tiêu hóa, kích thích ăn ngon nhờ lysine, chất xơ Orapti Synergy 1. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ vi bao DHA hiện đại giúp chống oxy hóa, tạo ra lớp màng bảo vệ hoạt chất, giúp hệ tiêu hóa trẻ hấp thu có chọn lọc nguồn dinh dưỡng trong sữa.